Trên thị trường kem cone giả có nhiều loại và ngày càng giống như hàng thật, loại kem cone giả mới nhất shop mình có, để link video phân biệt thật giả bên dưới phần mô tả của video này, để bạn có thể xem lại nhé. Còn trong video này, shop mình sẽ chỉ cho bạn một loại kem cone giả khác, loại kem này cũng khá giống với hàng thật và đã có rất nhiều người mua nhầm rồi. Hy vọng bạn xem kỹ để không bị lừa giống như họ. Sự khác nhau đầu tiên bạn có thể thấy chính là chỗ in mã QR này, của kem cone thật được in rõ ràng sắc nét, còn của hàng giả bên trái nó in mờ hơn rất nhiều khi kiểm tra bằng cách check mã QR này, thì hàng giả cũng cho kết quả giống như hàng thật thôi, nên khi mua hàng đừng có quan trọng là check ra kết quả hay không. Ở mặt trước này, bạn sẽ thấy được hình ảnh của kem con e giả bên trái nó in mờ và nhòe, còn hàng thật bên phải được in rõ ràng và sắc nét. Mặt bên bạn cũng sẽ thấy được màu sắc nó khác nhau, kiểu chữ khác nhau một chút, nhưng mà phải có hai hộp thật và giả trên tay, thì bạn mới dễ dàng nhìn thấy được, chứ không thì khó mà phân biệt được. À, tiếp theo ở mặt sau này, bạn sẽ thấy được sự khác nhau rõ ràng hơn, kem giả bên trái in mờ hơn, nhòe hơn, còn kem thật bên phải thì được in một cách sắc nét hơn nhiều. Bạn có thể nhìn thấy ở những điểm trên mũi tên này sẽ thấy được sự khác nhau rõ rệt. Và ở dưới đáy vỏ hộp, bạn có thể phân biệt được sự khác nhau chỗ in ngày sản xuất và hạn sử dụng ở đây. Của hàng giả có hạn sử dụng đến 3 năm, trong khi hàng thật chỉ có 2 năm mà thôi. Và bên ngoài vỏ hộp bạn hãy để ý chi tiết chỗ này của hàng thật sẽ có viền trắng ở trên nắp hộp giấy, trong khi đó hàng giả bên trái thì không có viền trắng này. Bên dưới đáy hộp giấy cũng vậy, của hàng thật có viền trắng, còn hàng giả không có. Loại kem cone giả này còn có thể phân biệt ngoài hộp giấy thông qua viền giấy này, chứ có một loại kem giả mới nhất mà bên mình có để link phân biệt thật giả bên dưới mô tả video này, thì loại kem cone giả mới nhất họ cũng đã làm viền trắng như hàng thật nên gần như là không thể phân biệt được hàng giả luôn. Và tiếp theo, nếu bạn để ý kỹ hơn nữa thì cũng sẽ thấy tem dán màu đỏ trong này có màu khác nhau, của hàng thật bên phải có màu đỏ tươi, còn hàng giả bên trái tem có màu đỏ sẫm tối hơn. Và tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn sự khác nhau giữa hai chai nước này. Chữ Tokyo Japan, Sunscreen Lotion và chữ 25ml của hàng giả bên trái được in đậm nét và to hơn chữ của hàng thật bên phải. Và để chắc chắn nhất bạn có thể phân biệt chỗ nắp chai này, của hàng giả bên trái nó lồi lên cao, còn của hàng thật bên phải nó bằng hơn hãy xem và để ý kỹ chỗ này để không mua nhầm phải hàng giả nhé, sự khác biệt này là rất rõ ràng. Tất nhiên thì mùi nước và màu nước bên trong cũng có sự khác nhau nữa. Và tiếp theo là hộp kem dưỡng, nhìn bên ngoài không có gì khác nhau cả, chúng chỉ khác nhau bên trong thôi. Đó là màu của kem con e giả bên trái có màu vàng đậm hơn, kem con e thật bên phải có màu vàng nhạt hơn. Nếu bạn mua kem con e mới sản xuất thì nó cũng sẽ không có nổi hạt như nhiều bạn khác nói không hạt là hàng giả nhé. Kem Cone chính hãng Thái Lan nếu mới sản xuất nó không có nổi hạt, bề mặt trơn bóng giống như kem giả bên trái. À, trừ khi bạn để lâu thật lâu, thì kem con em mới nổi hạt giống như hộp kem mình đang cầm bên phải này. Hàng thật để lâu nó mới nổi hạt chứ mới sản xuất là nó không có nổi hạt đâu. À, hoặc là để lâu hơn nữa thì nó sẽ nổi hạt giống như hộp này nên khi mua hàng bạn đừng quá để ý kem có nổi hạt hay không nổi hạt, bạn phải tìm mua shop bán hàng có tâm và chính hãng là được, chứ có một loại kem con này hàng giả từ Campuchia nó, cũng nổi hạt giống như kem Thái Lan, nên bạn hãy nhớ mua đúng hàng chính hãng Thái Lan như cách mình vừa chỉ. Hãy để ý là dù có hạt hay không có hạt, thì màu của kem thật bên phải, vẫn luôn có màu vàng nhạt hơn kem giả bên trái nhé. Vậy là shop mình vừa chỉ cách phân biệt kem con này hàng thật và giả, bạn có thể xem thêm những mẫu hàng giả khác mà shop mình đã làm video, và có để link bên dưới mô tả video này nhé hy vọng bạn sẽ mua được hàng chính hãng từ những shop bán hàng uy tín và có tâm